Xin chào mọi người. Hôm nay chúng mình sẽ ăn thử gà khô nướng chanh với các loại nước chấm. Và đây, thứ là chúng mình có một con gà khô nướng chanh. Wow, gà to quá. Đây các con mở từ từ hai bên đầu này. Đó. Wow. À, có thể là có rất nhiều bạn đã từng ăn gà rồi, gà không nướng khác rồi. Nhưng lần đây là lần đầu tiên Hồng Anh và Đại Nghĩa ăn thử. Và các bạn đã biết thì đây là phần gì nhỉ Hồng Anh nhỉ? Xôi. Phía ngoài là bọc xôi trên giòn đúng không? Và bên trong là con gà đấy. Và bây giờ chúng mình sẽ đi chặt gà ra rồi ăn nhá. Và đây, cô bán hàng đã ra cắt xôi gà giúp chúng mình này. Đó. Wow. Con gà bên trong nguyên luôn. Ngon hấp dẫn chưa, nóng hổi luôn, bốc khói mùi chưa? Thơm quá, thơm lắm, ăn cái phần này còn ngon nữa. Xôi giòn ngậy luôn, gà rất là ngon, mọi người chưa ăn thấy ngon rồi này, cắt vuông nhá. Đây là phần cánh nha, gà và vậy là gà chúng mình đã cắt được rất là ngon luôn, vài miếng nó không cắt được, mùi ngon quá không sao cả. Bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu thưởng thức phần xôi. Cái quan trọng nhất của chúng mình hôm nay là đi ăn thử gà không lối thoát và thử với tất cả các loại nước chấm mà chúng mình có bây giờ đúng không? Các con chờ chút nha. Các bạn ơi, hôm nay chúng mình sẽ chấm với 7 loại nước chấm này. Đây là nước chấm ốc này. Mình đi đến quán ốc để ăn gà nên là có nước chấm ốc này. Đây là mayonnaise. Đây tương đen mình chuẩn bị nhà. Đây là muối vừng, muối tiêu chanh, ớt với cả xì dầu đã pha với cả ớt, ớt chanh. Tỏi và chanh. Chúng nó là xì dầu tỏi nhưng có tỏi sẵn rồi. Đây là tương ớt này. Và các bạn ơi, chúng mình sẽ ăn gà kèm thêm cả dưa góp đang ấy này. Đó, bây giờ các con chuẩn bị ăn nha, ăn để cho nó đỡ bị nguội. Hồng Anh ơi, con uống nước ngọt thì con lấy thêm nước ngọt đi. Các bạn đã chắc xong nước rồi, bây giờ chúng mình sẽ thử ăn nha. Các con lấy cái ăn xôi trước ạ? Được rồi, ăn xôi trước thì bây giờ các con sẽ lần lượt chấm xôi thử với các loại. Mỗi một miếng con chấm một loại nước chấm nha. Bây giờ con chấm cái gì trước nào? Chấm thử muối vừng là ngon nhất trước đi nào. Muối bình thường. Không? Chúng mình ăn thử đi. Có mùi gà ở trong nữa. Mỗi lần này là rất là dẻo, ngoài thì giòn. Rất là giòn luôn các bạn ơi. Miếng thứ hai các con chấm lại nước chấm khác đi để thử vị của nó xem có sự khác biệt như thế nào. Chấm tương đen ấy. Chấm tương đen ra vòng tròn như đã nhầm nha. Ăn thử các con chấm miếng nhỏ thôi, ăn thử miếng nhỏ thôi. Ôi nhiều quá. Nóng được. Ngọt ngọt trong một lúc sau thì nó... Đấy, vừa giòn vừa ngọt. Ngọt ngọt của cái tương đen à? Vâng. Con cắn luôn bên đấy đi, cắn miếng nhỏ này đi cho hết tương đen đi. Rồi bây giờ chúng mình chấm sốt mayonnaise nhá. Hồng Anh chấm trước đi nào. Nghĩa từ tí. Ăn có ngậy không? Ừ, con thích quá. Béo ngậy luôn à? Có vị ăn thử nhưng mà vẫn có vị xôi ngon. Cái sốt mozzarella mà chấm với gà chiên thì cực ngon luôn, nhưng hôm trước mình đã quên đúng không? Vừa ngon vừa béo. Rồi bây giờ chấm tiếp nha. Muối tiêu chanh nào. Chua chua mặn mặn, cay cay. Mình chả biết nó có hợp không, tại vì mình chưa bao giờ thử chấm xôi với muối tiêu chanh. Chắc giống như thịt chiên đấy. Cũng được đúng không? Không ngon nhỉ? Nếu như chua chua có thể là do chúng tôi bắt nhiều chanh quá. Đấy cho con. Ăn thế nào con? Hơi chua chua. Đây là mình ăn thử nhá. Không thích à? Con quá chua rồi, con không thích đâu. Quá chua là có thể do vắt chanh chua nhiều mà. Bây giờ chúng mình chấm đến xì dầu nào không anh? Chắc cái này cũng hợp đấy. Tại vì cơm muốn thích ăn được xì dầu mà. Mình dưới 4 ăn xì dầu cũng ngon. Ngon. Có hợp không? Có vị hơi cay cay của xì dầu. Đây là mình ăn thử luôn ạ. Mặn mặn. Còn nước chấm nước cuối cùng này. Còn tương ớt. Tương ớt à? Chấm tương ớt thì tất nhiên là hợp rồi đúng không? Ăn như bình thường. Nghe chấm tương ớt đi con.
Ông anh cảm nhận thế nào anh Thu nói? Thấy không hợp lắm. Không hợp lắm á? Tạm được. Tớt nó hơi nhạt đúng không? Nó chỉ cay cay thôi đúng không? Ừ, nó không hợp đâu. Nó không hợp, nó không hợp tí gì. Và bây giờ nước chấm cuối cùng của chúng mình là nước chấm ốc này. Có xả, có lá chanh này, ớt này, rau tỏi này. Gừng. Vị này không hợp lắm. Tại vì nước mắm mặn mặn còn có vị tỏi, xả. Ăn với xôi không thấy thích đúng không? Thế vậy xôi chấm với cái gì ngon nhất trong các loại nước chấm đây? Đúng rồi. Thế các con ăn nhanh xôi đi, chúng mình ăn gà chứ. Đáng lẽ là các con nên ăn gà trước khi ăn xôi phải. Gà là cái ngon nhất, để lâu nó nguội mất này. Các con ăn gà đi. Các con ăn miếng nào hay là tách cái miếng thịt nạc lên. Ăn miếng nào cũng được. Nhưng mà để chấm được các loại thì con lấy thịt nạc con chấm chấm một đứt. Con dùng tay con trước lên. Đây, để lấy thịt nạc. Wow. Con lấy tay đi, con lấy tay con giật giật nó ra, lấy miếng nhỏ thôi, chấm thử các loại nước chấm thì mình chấm nhỏ, miếng nhỏ cho dễ cảm nhận. Đó. Vòng vòng từ mới vừng trước như vào đây nè. Không anh thử trước, không anh thử trước này. Không hợp đấy. Gà chấm với vừng. Nào nghĩa. Ở bên thì càng nhạt nhạt ăn thêm một chút mặn mặn thì nó ngon. Rồi. Tương đen à, tương đen nghĩa, ăn tương đen trước đi. Đúng rồi, ăn xé tay rất là ngon luôn. Đáng lẽ mình cũng không thể là không cần chặt đâu, mình xé luôn mình ăn. Vâng. Với cả mình ăn sẽ hơn. Tiếp nha, đến nước lạnh nước chấm tiếp theo nha. Không được. Mà ăn nhiều trong đen quá. Nó hơi ngấy. Chấm nhiều quá ngọt quá. Chấm ít quá. Rồi bây giờ chúng mình chấm muối tiêu chanh nào, gà và muối tiêu chanh thì cực hợp luôn, mà xem các con ăn cảm giác như thế nào. Nếu mà nó chua quá các con chấm. Con chấm vào cái phần muối đi, con nghiêng nghiêng đi, con cho chặn bớt cái chanh xuống như đỡ bị chua. Phần dài. À, còn lại nước chấm gì nữa con? Xì dầu thử đi con, rất con thử nhanh đi nào. Xì dầu ngon. Xì dầu mặn quá. Chắc cậu chấm nhiều quá nó mới mặn. Còn tương ớt nữa à? Nghĩa lấy mấy thịt gà to vào. Mình thích ăn tương ớt rất là nhiều, chấm rất là nhiều. Thế là mình nhờ cái phần gì nữa? Nó chấm ớt nữa, tôi chưa bao giờ thử. Bây giờ chấm trước. Ngon ăn đi. Nó không hợp. Mùi vị nó không hợp à? Có vị nhạt nhạt như ốc thì có cái gan này có vị béo béo nữa. Thì những cái vị này ở trong nước chấm này nó che mất đi. Không ngon lắm. Thế bây giờ các con thử ăn gà không? Xem cái thử cái vị của gà không như nào. Lần trước lúc ấy con nếm thử một tí thì ạ. Con rất thấy có vị sôi. Sôi là hấp vào đúng không? Vâng. Ngọt ngọt. Đã ăn thử nhanh nhanh một lúc xong rồi để một lúc mồm nó cứ vị ngọt ngọt thôi. Đúng dài, rất là ngon. Ngon quá. Bây giờ chúng mình đã thử tất cả các loại nước chấm rồi. Bây giờ hai con hãy tự ăn gà và xôi đi. Các con thích chấm loại nào thì các con chấm. Vừa ăn gà vừa ăn xôi. Hồng Anh thích chấm lẫn sô-ma-rô-le và tương ớt à? Cái loại nước chấm nào các con không thích thì các con bỏ ra ngoài cũng được. Để ra ngoài bàn bên này. Nước mắm này. Xì dầu này. Tương đen này. Rồi còn lại 4 thứ đúng không? Cái này ngon rồi. Chuẩn luôn. Đấy các con có thể tự nhiên man đi nha. Các con ăn đi. Cái cậu nhiều gì đấy? Ăn miếng này này. Xéo ăn ngon. Đấy là cái miếng ức gà nó lạc dài con. Con xé cái miếng kia đi con, cái miếng không anh được cái rồi. Cái miếng đấy là sống lưng. Mình dùng xé chung con gà mà. Đó, xé dài ướp ra. Đó, ăn cả da, da rất là ngon luôn. Xây đã nguội rồi nhưng mà cũng rất là giòn các bạn ạ. Và cũng rất là mềm luôn ấy. Và thì giòn bên trong nó rất là mềm, đây à. Ngày xưa thì người ta hay nướng gà trong một cái bùn ấy.
người ta làm gà sạch sẽ này này, cả có khi cũng khi người ta để cả lông ấy, ta đắp bùn xung quanh người ta cho vào, người ta có thể cho ít gia vị vào trong cái bụng của nó. Người ta làm gà hang, gà đen xì này. Người ta quấn lá ngoài. Người ta kẹt cả cái cục bùn cho luôn, nướng luôn. Người ta làm gà đen xì. Này là người ta hấp gà trước này, sôi đồ trước này, xong người ta bọc sôi lại và người ta cho một cái chảo dầu người ta chiên. Gọi là sôi chiên giòn lên. Nướng vậy cậu mà nhầm ấy. Đang kêu. Các bạn ơi, miếng gà bự luôn. Gà bự béo vừa chứ. Kèm tới rất ngon đúng không? Chúng ta chấm rất là nhiều một canh muối tiêu chanh này. Đây là chúng mình đã ăn thử gà không muối khác với cả tất cả 7 loại nước chấm. Và chúng mình đã ăn rất là ngon đúng không? Vâng. Và thôi, video của chúng mình đến đây kết thúc. Mọi các bạn này xem sốt ruột quá. Các bạn hãy tặng cho các bạn ấy một like nhá. Và nhiều like càng tốt. Đừng quên đăng ký và nhấn chiếc thông báo nhé. Để nhận được nhiều video mới từ chúng mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye.